Nếu bạn không hiểu thế nào là bình an, thì bạn không bao giờ tìm được an bình. Chẳng hạn, bạn có một cây viết thật đắt giá và bạn luôn luôn dắt ở túi áo. Nhưng một hôm, bạn để cây viết đâu đó mà quên mất. Lúc sờ tay vào chỗ thường dắt cây bút, bạn không thấy nữa. Bạn hốt hoảng vì nghĩ rằng cây viết đã mất. Bạn tiếc nuối vì bạn có sự hiểu biết sai lầm. Bạn không thấy được chân tướng của sự vật nên bạn đau khổ. Bạn luôn luôn bận tâm vì bị mất cây viết quý giá đó. Tiếc quá. Ta đã bỏ ra một số tiền lớn để mua cây viết và bây giờ là đánh mất rồi. Nhưng rồi bạn bỗng nhớ ra và hy vọng. Ồ, có thể trong khi tắm ta đã bỏ cây viết trong túi quần sau. Vào lúc bạn chợt nhớ ra được điều này, mặc dầu chưa thấy cây viết, bạn đã cảm thấy bớt khó chịu và nhẹ nhõm. Bạn không còn băn khoăn, tiếc nuối về cây viết nữa. Khi bạn đưa tay ra túi sau và tìm thấy cây viết ở đó, thì bao nhiêu đau khổ, tiếc nuối đều tiêu tan. Tâm bạn đã lừa dối bạn thật lâu, lo lắng, băn khoăn đến từ sự si mê, không hiểu biết. Bây giờ thấy được cây viết, không còn nghi ngờ, băn khoăn, tiếc nuối nữa. Sự bình an này có được là nhờ bạn thấy rõ nguyên nhân của vấn đề, nguyên nhân của đau khổ. Ngay sau khi bạn biết rằng cây viết còn nằm trong túi quần sau của mình, thì đau khổ chấm dứt. Biết được sự thật, biết được chân lý thì sẽ có bình an. Tâm ta giống như con cọp điên bị nhốt trong chuồng. Nếu không nhận được những gì nó muốn, nó sẽ lồng lộn, gào thét. Phiền não của chúng ta chẳng khác nào con cọp điên. Phải dùng chánh niệm, tinh tấn, kiên nhẫn và chịu đựng tạo thành cái chuồng kiên cố, vững chắc để nhốt con chuột điên này lại. Và rồi chúng ta bỏ đói nó. Đừng cho nó ăn những thức ăn quen thuộc mà nó thích. Chẳng bao lâu nó sẽ chết. Tâm không được kiểm soát thì chẳng khác nào như một con khỉ nhảy nhót vô ý thức. Nó chạy lên lầu, thấy chán rồi lại chạy xuống lầu, mệt mỏi. Khi xem chớp bóng lại chán nữa, đi ăn cũng chán nữa. Những hành động này được điều khiển bởi những hình thức khác nhau của chán ghét và sợ hãi. Bạn hãy học cách kiểm soát tâm. Hãy nhìn bản chất thực sự của tâm: vô thường, bất toại nguyện và trống rỗng. Phải học cách làm chủ nó. Nếu cần thì xích nó lại. Hãy để nó tự làm cho nó mệt nhoài rồi chết. Thế là bạn có con khỉ chết. Hãy để con khỉ chết thối rữa ra. Bạn sẽ có xương khỉ. Cuối cùng bạn sẽ đạt được bình an thực sự. Đừng lo cho khỉ nữa, mà hãy lo cho chân lý của đời sống. Cố gắng chấm dứt đau khổ mà không chịu tìm hiểu nguyên nhân của đau khổ thì chẳng khác nào cố gắng kéo một đầu dây thừng. Bạn kéo đầu dây thừng này trong khi đầu dây thừng kia bị dính chặt thì sẽ không thể kéo được sợi dây. Muốn kéo sợi dây, bạn phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao bạn không rút được sợi dây. Chắc chắn là đầu dây kia bị mắc kẹt ở đâu đó nên không thể kéo ra được. Khi đến ngay chỗ đầu dây đó, bạn sẽ thấy được sự thật. À, té ra có một nút thắt ở đây. Bạn mở nút thắt ra và rút được sợi dây thừng dễ dàng. Vì dính mắc những gì người ta kỳ vọng và đặt định từ trước, nên nhiều vấn đề rắc rối xảy ra. Nếu nhìn một cách tinh tế và chân xác thì chẳng có vật gì hiện hữu cả. Nhà cửa chúng ta, gia đình chúng ta, tiền bạc của chúng ta chỉ là những danh từ chế định mà ta đã gán cho nó. Dưới ánh sáng giáo pháp, chúng không phải là của ta. Ngay thân thể này
cũng không thực sự là của ta. Dù ta không tin như thế, nó cũng không thể trở thành của ta được. Chẳng khác nào khi ta bóc một nắm cát rồi cùng đồng ý gọi là muối. Gọi như thế thì cát có trở thành muối được không? Được chứ. Nhưng đó chỉ là sự thay đổi tên họ. Chứ làm thế nào để cát trở nên mặn như muối được? Bạn không thể dùng cát này để nấu ăn thay muối. Bởi vì dù có đặt tên gì đi nữa thì cát vẫn là cát thôi. Tâm giống như một con ngựa bất kham, rất khó huấn luyện. Bạn phải làm gì khi bạn có một con ngựa chứng như vậy? Hãy cho nó nhịn đói một lát. Hãy cho nó nhịn đói một lát, nó sẽ đến gần bạn hơn. Khi nó đã biết nghe lời bạn, hãy cho nó ăn một chút. Chúng ta phải huấn luyện tâm như vậy. Với chánh tinh tấn, chúng ta có thể đạt được trí tuệ. Thực hành là trực tiếp quan sát tâm, đó chính là trí tuệ. Khi bạn đã xem xét và hiểu biết tâm mình, thì bạn sẽ có đủ trí tuệ để hạn chế sự định tâm, cũng như có đủ trí tuệ để bớt lệ thuộc vào sách vở. Nếu bạn thực hành thuần thục và không còn dính mắc lệ thuộc vào bất cứ gì, lúc bấy giờ bạn hãy trở về sách vở. Nếu đời sống thế tục thuận tiện cho việc hành thiền thì Đức Phật đâu có khuyến khích chúng ta đi tu làm gì. Người có tri kiến sai lầm về việc hành thiền cũng giống như người ăn trộm. Mướn luật sư cứu anh ta khi bị bắt quả tang, sau đó lại tiếp tục tái phạm lần nữa. Hoặc giống như người võ sĩ, sau khi tượng đài bị nhiều vết thương. Hãy hiểu và theo dõi tâm. Tâm trong sáng, nhưng nó bị ô nhiễm, bị nhuộm màu vì tình cảm, vì cảm xúc. Hãy huấn luyện tâm thế nào để nó trở thành một mạng lưới dày đặc, rắn chắc. Tóm gọn mọi cảm xúc, cảm giác, rồi quan sát xem xét chúng cẩn thận trước khi phản ứng. Có ai có thể điều khiển cái một khác đi, cái lối một tự nhiên của nó không? Cây không thể trò chuyện, không thể chạy đây, chạy đó. Nhưng nó có thể mọc theo đường lối riêng của nó, có thể tránh các chướng ngại. Cây gặp chỗ hiểm hóc, khó tăng trưởng, nó bèn vươn ra ngoài để nhận ánh sáng. Theo bản chất, cây chẳng biết gì cả, nó chỉ linh hoạt theo định luật của tự nhiên, nó chỉ sinh hoạt theo định luật của thiên nhiên. Nhưng nó lại biết cách mọc thế nào để tránh khỏi nguy hiểm. Nó biết vươn đến chỗ thích hợp cho sự tăng trưởng của nó. Chúng ta nên học theo các sinh hoạt của cây. Nếu chúng ta muốn chữa trị đau khổ, và nếu yêu hay ghét cũng đều là đau khổ, thì chúng ta phải tìm cách tránh xa chúng, đừng thân thiện, gần gũi, gắn bó với chúng. Khi hướng về Đức Phật thì đau khổ sẽ giảm bớt và cuối cùng sẽ bị tận diệt hoàn toàn. Người thế tục thường nói những điều hư ngụy, dối trá. Chẳng hạn, bạn tình cờ gặp trên xe lửa một người bạn mà từ lâu bạn không liên lạc. Bạn liền nói với người ấy: "Tôi rất mừng được gặp bạn ở đây. Tôi vừa định đi tìm gặp bạn đấy. Sao, độ rầy thế nào?" Thực ra thì không phải vậy. Bạn chẳng hề nghĩ đến anh ta bao giờ. Nhưng trong lúc vui miệng và quen miệng, bạn thốt ra như thế thôi. Chỉ để xả giao, cho có, vậy thôi. Thế nhưng, như vậy là bạn đã nói điều hư ngụy hay nói dối rồi đấy. Lời nói không thật phát xuất từ sự vô tâm, vô tình của bạn, nhưng nó là hình thức vi tế của sự dối trá và thông thường. Người ta hay quen miệng nói như vậy. Đó cũng là một loại phiền não, cũng cần phải tập vứt bỏ. Tư tưởng của chúng ta tùy thuộc vào pháp trần và bị pháp trần lôi kéo đến bất kỳ nơi nào mà chúng thích. Thật ra,
chẳng có pháp trần hay đối tượng giác quan nào có bản chất thực sự. Chúng đều là vô thường, khổ và trống không. Khi pháp trần khởi lên, hãy quan sát và dõi xem chúng đang làm gì. Theo dõi tâm chẳng khác nào chăn một con trâu trên đồng. Người chăn trâu thả con trâu đi lại tự nhiên, nhưng luôn luôn để ý canh chừng. Nếu trâu đi gần đến ruộng lúa, người chăn trâu sẽ quát lên một tiếng, là trâu sẽ thụt lùi lại ngay. Nếu trâu không nghe lời, người chăn trâu sẽ quất cho nó vài roi. Người chăn trâu không được lơ là bất cẩn, không được ngủ quên. Nếu y kham ngủ thì lúc thức dậy, lúa đã bị trâu ăn sạch. Tâm chẳng khác nào con trâu, và lúa là các pháp trần. Người tỉnh giác là chủ nhân. Khi nhìn vào tâm, người giác tỉnh hiểu biết mọi sự. Họ biết rõ lúc tâm chiều theo pháp trần và tâm sẽ như thế nào, và lúc tâm không bị pháp trần chi phối, nó sẽ như thế nào. Quan sát và biết được tâm như vậy, trí tuệ sẽ phát sinh. Khi tâm gặp pháp trần, nó sẽ giữ chặt pháp trần như con trâu gặp lúa là ăn ngay. Bởi vậy, bất kỳ tâm đi đâu đều phải quan sát theo dõi nó. Khi tâm đến gần ruộng lúa, pháp trần, hãy la nó ngay. Nếu nó không nghe, hãy quất cho nó vài roi. Muốn tìm bình an trong thế gian này, bạn cần phải có nhiều nỗ lực, chẳng khác nào việc đào giếng để lấy nước. Nước chảy ngầm dưới đất, nhưng bạn phải đào giếng mới lấy được. Như bạn có sẵn một vườn cây ăn trái, trái chín đầy cành, nhưng bạn phải hái mới được. Trái cây không thể tự động rơi vào miệng bạn. Nếu chúng ta thấy mọi vật không bền vững, thì giá trị của chúng sẽ mất đi. Mọi vật đều trở thành vô nghĩa. Tại sao ta cứ nắm giữ mọi vật mà chẳng có giá trị gì? Nếu chúng ta thấy mọi vật không bền vững, thì giá trị của chúng sẽ mất đi. Mọi vật đều trở thành vô nghĩa. Tại sao ta cứ nắm giữ mọi vật mà chúng chẳng có giá trị gì? Phải xem sự vật chẳng khác nào miếng dẻ chùi chân. Chúng ta chỉ giữ nó để chùi chân mà thôi. Chúng ta cần phải tập để nhìn thấy rằng mọi cảm giác đều có giá trị như nhau, bởi vì chúng có cùng bản chất không bền vững. Tinh tấn hành thiền liên tục, không lơ là, buông trôi, như vài người làm ruộng bí nhát sau đây. Lúc đầu họ làm rất hăng say, nhưng việc chưa xong, họ lại dừng nghỉ. Họ chẳng thèm thu thập dụng cụ, cứ bỏ mặc đó, rồi thong dong rảo bước đi. Một thời gian sau, khi đất đã khô cứng, họ nhớ lại thửa ruộng, bèn trở lại làm thêm một ít. Chẳng bao lâu sau, lại bỏ dở lần nữa. Làm việc như thế thì chẳng bao giờ có được đám ruộng màu mỡ, tươi tốt. Nếu thật sự muốn tiến bộ, thì đừng hành thiền lơ là như người làm ruộng bí nhát này. Người ta sống một cách mù quáng, quên rằng cái chết sẽ đến. Cũng giống như người say chè chén ở bữa tiệc, họ không nghĩ đến vài tiết về sau. Cho nên họ đã chẳng để ý xem nhà vệ sinh ở chỗ nào. Cuối cùng, khi chuyện phải đến, họ không biết phải làm gì và họ lại sa vào một trạng thái hỗn loạn. Khi ngồi thiền, chúng ta cần theo dõi hơi thở, đừng kiểm soát điều khiển hơi thở. Nếu thúc bách hơi thở, cố ý thở dài ra hay ngắn lại, thì bạn sẽ mất thăng bằng và tâm không được bình an thoải mái. Ta hãy để hơi thở diễn ra một cách điều hòa, tự nhiên. Cũng giống như khi sử dụng bàn đạp máy may, ta không thể nào thúc ép nó. Ta đạp lên, đạp xuống và để nó điều hòa tự nhiên. Nếu thúc ép thì bàn máy sẽ không hoạt động trơn tru dễ dàng. Trước khi muốn may thực, ta phải tập đạp máy may cho thuần nhuyễn. Sau đó máy may sẽ hoạt động một cách tự nhiên. Theo dõi hơi thở cũng tương tự như vậy. Không cần quan tâm đến hơi thở dài hay ngắn, mạnh hay yếu,
chỉ cần ghi nhận hơi thở để nó hoạt động tự nhiên và theo dõi nó. Đức Phật nói rằng bậc giác ngộ là người đã xa lìa phiền não. Điều đó không có nghĩa là họ chạy trốn khỏi phiền não. Họ chẳng bao giờ làm như thế cả. Phiền não vẫn nằm đấy. Đức Phật so sánh điều này với lá sen trong hồ nước. Lá sen và nước cùng có mặt. Lá và nước tiếp xúc với nhau, nhưng lá không ướt. Nước có thể ví như phiền não, và lá sen là tâm giải thoát. Tâm của người hành thiền thì không chạy đây đó. Nó nằm yên tại một chỗ, khi tốt và xấu, hạnh phúc và đau khổ đến. Người hành thiền chỉ đơn thuần nhận biết mà không để chúng thấm ướt tâm. Nói cách khác, người hành thiền không dính mắc vào cái gì cả. Cơ thể già và bệnh là chuyện tự nhiên, chẳng có gì sai quấy cả. Vậy thế, chẳng phải cơ thể chúng ta làm cho chúng ta đau khổ, mà ý nghĩ sai lầm đã đem lại đau khổ cho chúng ta. Khi chúng ta thấy sai sự thật thì phiền não đương nhiên sẽ đến. Ví như nước trong dòng sông, bản tánh tự nhiên của nước là chảy xuống chỗ thấp. Nước từ đồi chảy xuống, chẳng bao giờ nước chảy ngược lên đồi. Đó là đặc tính riêng của nước. Đứng bên bờ sông, nhìn nước từ cao chảy xuống. Nếu ta có ý muốn nước chảy ngược lên thì ta sẽ đau khổ. Đau khổ vì chúng ta có ý nghĩ sai lầm hay tà kiến. Ý nghĩ của chúng ta đi ngược dòng. Nếu có chánh kiến, ta sẽ thấy rằng nước chảy từ cao xuống thấp. Vì không thể hiểu rõ và chấp nhận định luật tự nhiên này, nên chúng ta luôn luôn bị dao động và buồn khổ. Do đó, chẳng bao giờ tìm được sự bình an trong tâm hồn. Nước chảy từ cao xuống thấp, cơ thể chúng ta cũng vậy. Nó phải trải qua giai đoạn trẻ trung, già yếu, bệnh hoạn, rồi chết. Đó là quy luật tự nhiên. Đừng kỳ vọng nó diễn biến theo đường lối phản tự nhiên. Chúng ta không còn cách nào để cưỡng lại định luật sanh già bệnh chết này. Vậy đừng đi ngược dòng. Tham, sân, si là nguồn gốc của mọi đau khổ. Ta phải học cách chế ngự tham, sân, si và giải thoát mình khỏi vòng kiểm soát của chúng. Điều đó thật khó thực hiện. Chẳng khác nào phải xa rời người bạn đã sống với nhau từ thời thơ ấu. Muốn chia tay với một người bạn thân thiết từ thời thơ ấu thật chẳng dễ dàng chút nào. Dục lạc ngũ trần chẳng khác nào một tổ đầy kiến lửa. Ta lấy một khúc cây, chọc vào ổ kiến cho đến khi những con kiến leo lên khúc cây, bò lên mặt, rồi cắn mắt và tai ta. Nhưng ta vẫn chưa biết là ta đang lâm vào tình trạng như vậy. Trong những lời dạy của Đức Phật có nói rằng, khi ta thấy sự tai hại của một điều gì đó, thì dầu cho nó có tốt đẹp đến đâu đi nữa, ta vẫn biết nó là tai hại. Khi ta chưa thấy sự tai hại của một vật gì đó, thì ta thấy rằng vật đó tốt. Nếu ta chưa thấy được tai hại của vật gì đó, thì ta không thể nào tránh được nó. Người ta sống một cách mù quáng, quên rằng cái chết sẽ đến. Nếu bạn vẫn còn có hạnh phúc và vẫn còn có đau khổ, thì bạn là người còn đói chưa no. Điều đó giống như bạn đang có một miếng bánh mà bạn ưa thích. Chưa ăn hết thì bánh đã rơi khỏi tay bạn. Bạn có cảm thấy tiếc miếng bánh đã mất không? Khi bạn cảm thấy mất mát, bạn sẽ cảm thấy đau khổ. Vì thế, bạn cần phải vứt bỏ cả hạnh phúc lẫn đau khổ. Thực phẩm chỉ cần cho người còn đói thôi. Đúng theo chân lý thì hạnh phúc chỉ là đau khổ ngụy trang với hình thức thật vi tế, khiến chúng ta không nhận thấy được. Nếu bạn dính mắc vào hạnh phúc, chẳng khác nào dính mắc vào đau khổ, nhưng bạn không nhận ra được điều này. Bởi vậy, hãy thận trọng
Khi hạnh phúc đến thì đừng quá say sưa mà bị cuốn hút vào trong mê loạn. Khi đau khổ đến thì đừng thất vọng mà bị nhận chìm trong đau khổ. Hãy xem hạnh phúc và đau khổ có giá trị ngang nhau. Có hai loại đau khổ thông thường và đau khổ đặc biệt. Đau khổ thông thường là đau khổ phát sinh từ hiện tượng nhân duyên, tự nhiên của các pháp. Đau khổ đặc biệt là đau khổ đến từ bên trong. Đau khổ đặc biệt là đau khổ đến từ bên ngoài. Để hiểu rõ sự khác nhau của hai sự khổ này, ta hãy theo dõi ví dụ sau. Giả sử bạn đau và đến gặp bác sĩ và bác sĩ quyết định tiêm thuốc cho bạn. Khi cây kim đâm vào da bạn thì bạn sẽ thấy đau, đó là chuyện tự nhiên. Khi cây kim được rút ra, bạn sẽ hết đau, và đó cũng là chuyện tự nhiên. Đây là loại đau khổ thông thường, chẳng có vấn đề gì cả. Bởi vì mọi người đều trải qua loại đau khổ này. Đau khổ đặc biệt là loại đau khổ phát sinh từ sự dính mắc chấp giữ một vật gì. Đau khổ đặc biệt chẳng khác nào bị tiêm một mũi thuốc độc. Bây giờ không còn cái đau thông thường nữa, mà là cái đau dẫn đến sự chết. Đời sống của một cư sĩ thật khó khăn và cũng thật dễ dàng. Dễ dàng để hiểu biết cách sống tốt đẹp, nhưng khó khăn để áp dụng cách sống tốt đẹp này. Chẳng khác nào bạn đang cầm một hòn than nóng đỏ trên tay và than phiền rằng hòn than quá nóng. Thấy thế, tôi bảo bạn vứt hòn than nóng đi, nhưng bạn không chịu bỏ và trả lời rằng tôi chỉ muốn nó trở nên lạnh kia. Vậy thì hoặc là bạn phải vứt bỏ, hoặc là bạn phải kiên nhẫn chịu đựng. Phải thật hết sức kiên nhẫn chịu đựng mới được. Bạn hỏi làm thế nào tôi có thể vứt bỏ gia đình được? Chỉ cần vứt bỏ phần dính mắc trong tâm bạn thôi. Bạn phải lo cho gia đình, nhưng đừng để tâm dính mắc vào gia đình. Dĩ nhiên bạn có trách nhiệm với gia đình của mình. Như con gà đẻ trứng, bạn phải ấp cho đến khi trứng nở. Chỉ thế thôi, đừng dính mắc vào danh từ gia đình. Nghĩ như vậy sẽ tạo thêm sự đau khổ khác. Đừng nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc khi sống một mình. Cũng đừng nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc khi sống chung với người khác. Hãy sống với giáo pháp và tìm hạnh phúc thật sự trong giáo pháp. Cố gắng chấm dứt đau khổ mà không chịu tìm hiểu nguyên nhân của đau khổ thì chẳng khác nào cố gắng kéo một đầu dây thừng, trong khi đầu kia bị cột chặt vào một nơi nào đó. Bạn kéo đầu dây này trong khi đầu dây kia bị dính chặt thì sẽ không thể nào kéo được sợi dây. Muốn kéo sợi dây, bạn phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao không rút được sợi dây. Chắc chắn là đầu dây kia mắc kẹt ở đâu đó nên không thể kéo ra được. Khi đến ngay chỗ đầu dây đó, bạn sẽ thấy được sự thật. À, té ra có một nút thắt ở đây. Bạn mở nút thắt ra và rút được sợi dây thừng dễ dàng. Vì dính mắc những gì người ta kỳ vọng và đặt định từ trước, nên nhiều vấn đề rắc rối xảy ra. Nếu nhìn một cách tinh tế và chân xác, thì chẳng có vật gì hiện hữu cả. Nhà cửa chúng ta, gia đình chúng ta, tiền bạc của chúng ta chỉ là những danh từ chế định mà ta đã gán cho nó dưới ánh sáng giáo pháp. Cũng không phải là của ta. Ngay thân thể này cũng không thực sự là của ta. Dầu cho ta không tin như thế, nó cũng không thể trở thành của ta được. Chẳng khác nào khi bóc một đấm cát rồi đồng ý gọi nó là muối. Như thế thì cát có trở thành muối được không? Được chứ. Nhưng nó chỉ là sự thay tên đổi họ, chứ làm thế nào cát trở nên mặn như muối được. Bạn không thể dùng cát này để nấu ăn thay muối. Bởi vì dù có đặt tên gì đi nữa thì cát vẫn là cát thôi.
Đức Phật dạy, chúng ta phải dùng tâm trí tuệ để làm phương tiện thoát khỏi sự đau khổ. Chẳng hạn bạn bị một cái mảnh gai đâm vào chân. Thỉnh thoảng khi bạn bước lên vật gì cứng thì vật cứng ép vào mảnh chai, khiến mảnh chai đâm sâu vào chân bạn làm cho bạn nhức nhối. Bạn bèn sờ nắng khắp chân nhưng chẳng tìm ra gì cả. Bạn nhún vai rồi tiếp tục đi, nhưng sau đó bạn đạp nhầm vật cứng nữa và bạn lại đau trở lại. Điều đó xảy ra nhiều lần. Vậy cái gì làm cho bạn đau ở đây? Nguyên nhân là cái mảnh chai nằm trong chân bạn. Mỗi khi chân đau, bạn lại lấy tay sờ nắng quanh nó, nhưng bạn chẳng tìm thấy gì nên bạn bỏ qua. Cứ bị đau mãi như vậy khiến bạn có ý muốn lấy miếng mảnh chai ra, cương quyết lấy nó ra bởi vì nó làm bạn đau. Sự tinh tấn trong việc hành thiền cũng giống như vậy. Bất kỳ chỗ nào đau, chỗ nào khó chịu thì bạn phải quan sát và truy tầm. Chúng ta phải đương đầu với vấn đề, chứ không phải chỉ nhún vai là đủ. Nghĩa là phải lấy cái mảnh chai ra khỏi chân bạn. Chỗ nào tâm bạn bị bế tắc, bạn phải ghi nhận, phải nhìn vào bên trong nó. Bạn sẽ hiểu nó, thấy rõ nó và chứng nghiệm được bản chất của nó. Nếu bạn sử dụng phiền não một cách khôn khéo thì sẽ mang lại nhiều ích lợi. Cũng giống như dùng phân gà và phân trâu để bón cho cây đu đủ. Phân thì thật dơ giấy, nhưng khi cây trổ quả thì trái đu đủ thật ngon ngọt. Bất cứ lúc nào phiền não xuất hiện, như sự nghi ngờ chẳng hạn, thì hãy nhìn vào nó, quan sát, theo dõi ngay tại đó. Điều này sẽ giúp cho sự thực hành của bạn phát triển và kết trái ngon ngọt. Giáo pháp nằm ngay trong tâm bạn, chứ không phải trong rừng. Đừng nghe ai mà hãy lắng nghe tâm mình. Bạn chẳng cần phải đi nơi nào để tìm kiếm giáo pháp. Giáo pháp nằm ngay trong tâm bạn. Cũng giống như trái xoài ngọt đã nằm sẵn trong trái xoài xanh. Nếu bạn không hiểu rõ chân lý của sự khổ và phương cách thoát khỏi đau khổ thì bạn không thể nào có được bát chánh đạo. Chánh đạo sẽ trở thành tà đạo, tà ngữ, tà nghiệp, tà định. Cũng giống như bạn muốn đi đến một ngôi làng nào đó, bạn đi sai đường nhưng cảm thấy thoải mái. Vì cảm thấy thoải mái nên bạn tiếp tục đi. Nhưng kết quả thì bạn sẽ không bao giờ đến được nơi mình muốn. Vì vậy, dù đường đi có thoải mái thuận tiện cho bạn cách mấy đi nữa, bạn cũng không thể đến được nơi mình muốn đến. Tâm chỉ là một điểm đơn giản, nhưng là trung tâm của vũ trụ. Tâm chúng ta chẳng khác nào người chủ, và các cảm giác chẳng khác nào những người khách đến ngủ trong nhà một thời gian. Hãy tìm hiểu kỹ những du khách này. Hãy làm quen với những bức tranh sống động do họ vẽ và những câu chuyện hấp dẫn do họ kể. Hãy ngoan ngoãn theo họ, nhưng nhớ đừng rời khỏi chỗ ngồi của bạn, vì ngoài chiếc ghế của bạn đang sử dụng không còn chiếc ghế nào quanh đấy nữa. Nếu bạn tiếp tục giữ chỗ ngồi rồi chào mừng từng vị khách khi họ đến, nghĩa là luôn luôn giữ chánh niệm, chuyển tâm đến những người hiểu biết, tỉnh thức, thì những người khách khác cuối cùng cũng sẽ không đến nữa. Nếu bạn thật sự chú ý đến họ, họ sẽ đến với bạn bao nhiêu lần nữa, chuyện trò với bạn, bạn sẽ hiểu rõ từng người một, chắc chắn cuối cùng tâm bạn sẽ an định. Người hành thiền thuần thục thấy mọi sự, mọi vật đều sinh diệt không ngừng, chẳng có gì thường tồn, bất biến. Họ quan sát theo dõi một khía cạnh, mọi chiều hướng của sự vật và thấy rằng chẳng có gì bền vững cả. Trong mọi tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, họ đều thấy như vậy. Chỗ nào họ nhìn đến cũng chỉ thấy đau khổ, hủy hoại mà thôi. Họ thấy thân và tâm giống như một hòn sắt nóng đỏ. Trên hòn sắt còn đang nóng đỏ, bạn có thể tìm được điểm nguội nào đó để sờ tay vào chăng? Năm uẩn cũng vậy, nắm chỗ nào cũng bị phỏng cả,
Bởi thế, không nên dính mắc, dù đó là sự an tịnh hay không an tịnh đi nữa. Cũng không thể nói rằng sự bình an tĩnh lặng là của tôi, hay chính là tôi, có ý nghĩ tôi hay của tôi, sẽ phát sinh ảo tưởng đau thương về tự ngã. Đó là thế giới của tham ái và si mê, một hoàn sắc nóng đỏ khác. Đừng vội vã diệt trừ phiền não. Trước tiên bạn phải kiên nhẫn, tìm hiểu đau khổ và nguyên nhân của nó, có thế mới loại bỏ được phiền não hoàn toàn. Cũng như muốn đồ ăn được tiêu hóa dễ dàng, bạn phải nhai kỹ vậy. Khi ngồi thiền, ta muốn tâm an tịnh, nhưng tâm cứ vọng động. Ta không muốn suy nghĩ, nhưng tâm cứ suy nghĩ. Chẳng khác nào người ngồi trên tổ kiến. Kiến cắn muốn điên luôn. Tại sao vậy? Bởi vì khi tâm còn trong thế gian, thì dầu cho ngồi yên nhắm mắt, cũng chỉ thấy các chuyện thế gian, vui thích, hân hoan, lo âu, sầu muộn, băn khoăn, thắc mắc, tất cả đều nổi lên. Bởi vì khi ta hiểu giáo pháp, nếu tâm cứ như vậy thì không thể nào chịu đựng, không thể nào quán chiếu được các pháp của thế gian. Khi tâm ở trong tục đế là ta đang ngồi trên tổ kiến, vì ngồi ngay trên tổ kiến nữa thì kiến phải cắn thôi. Vậy phải làm sao đây? Chỉ còn cách là rời xa tổ kiến thôi. Bạn có thể bắt đầu loại bỏ tính ích kỷ bằng sự bố thí. Người ích kỷ tự cảm thấy không hài lòng với chính mình. Nhưng nhiều người rất ích kỷ mà chẳng biết đến hậu quả của sự không rộng lượng này. Bạn có thể kinh nghiệm được điều này nhất là khi bạn đang đói. Nếu bạn có hai quả táo và gặp lúc phải chia sẻ với một người khác, một người bạn chẳng hạn, bạn sẽ phân vân. Chắc chắn là bạn có ý muốn cho rồi đó, nhưng bạn chỉ muốn cho trái nhỏ hơn thôi. Cho trái lớn thì tiếc quá. Muốn suy nghĩ đúng thật là khó vậy. Miệng nói hãy lấy trái táo đi, nhưng bụng nói thầm, nhưng mà lấy trái nhỏ thôi nhé. Hoặc bạn gọi người bạn đến gần và nói, này, cầm lấy trái táo, và đưa trái nhỏ cho bạn mình. Đó là một hình thức ích kỷ mà ít ai để ý đến. Bạn có bao giờ thấy điều này không? Khi cho ra vật gì, bạn phải làm ngược lại bản tính ích kỷ của mình. Dù trong bụng muốn cho trái nhỏ, nhưng phải tự thắng mình để cho trái lớn. Và dĩ nhiên sau khi cho, bạn cảm thấy thoải mái. Muốn tập cho tâm thắng bản tính ích kỷ đã tồn tại từ lâu đời theo lối này. Cần phải tự chế, tự thắng mình, tự đào luyện tâm mình. Bạn phải biết cho ra, phải biết xả bỏ và đừng nuôi dưỡng tâm ích kỷ. Đó là cách tốt đẹp và đúng đắn để tự thắng mình. Những lời dạy của Đức Phật có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề của chính mình, nhưng trước tiên chúng ta phải thực hành để phát triển trí tuệ. Cũng như muốn có cơm, ta phải bỏ công ra nấu, phải có củi, có nước và phải chờ đến khi cơm sôi, cơm chín. Không thể chỉ bỏ gạo vào nấu là có cơm được ngay. Muốn nếm hương vị của giáo pháp, bạn phải tự mình thực hành. Đức Phật không nói nhiều chi tiết về kết quả của sự thực hành, bởi vì khó có thể dùng lời để diễn đạt. Chẳng khác nào giải thích cho người mù từ trong bụng mẹ để biết màu nào là màu xanh, thế nào là màu đỏ. Bạn phải thử nhưng chẳng có kết quả gì. Vì có tri kiến sai lầm nên người ta không thể giải quyết được những vấn đề của chính mình.